Moto Center ghe Tom là xe và kể tiên xin chào mọi người. Và mọi người ơi, đứng sau em Vân đây là một em Bentley Flying Spur 2022 này. Và sau khi coi clip Bentley Flying Spur của em Vân ở clip trước thì cũng có một anh khách đã mang xe đến để bảo dưỡng, mà em nó chỉ đi với hơn 800 cây thôi mọi người, chưa được 1.000 cây nữa. Và đây là phiên bản màu đen đó. Và hôm nay thì thay nhớt em Bentley này thì cần phải tới 10 chai, tầm 10 lít nhớt mọi người. Và đây là nhớt bên Tom Tour Center thay cho em nó, Mobi One 5W30. Đó, còn đây là lọc nhớt nè mọi người, lọc nhớt chính hãng nha. Đó, và hai chai nhỏ nhỏ xinh xinh này là nước rửa kính. Đó, để cho nước kính trong hơn, sạch hơn. Rồi, bây giờ mọi người cùng coi quá trình thay nhớt của em Bentley Flying Spur 2022 này nha. Và mọi người ơi, em Bentley Flying Spur 2022 này cũng đã được thay nhớt và bảo dưỡng xong. Và hẹn mọi người ở các clip tiếp theo tại Tom Auto Center. Đừng quên like và subscribe cho em Vân nha.